trạm bơm này xả nước ra thì có hiện tượng đó là bọt nổi trắng xóa lên như thế này. Cái hiện tượng bọt nổi trắng xóa lên như thế này thì đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Và khu vực này, cái trạm bơm nước tưới tiêu này phục vụ cho vụ đông năm 2018. Và khi mà nước ở dưới sông Châu Giang được bơm lên thì đã tạo cái hiện tượng bọt nước trắng xóa nổi trắng lên như thế này. Nhìn từ xa thì bọt trắng xóa như tuyết và cao ngang mặt đường. Như quý vị có thể thấy bọt bay khắp nơi và thậm chí là bay lên cả nóc nhà nữa. Những người dân ở xung quanh đây thì cho rằng là do dòng sông quá là ô nhiễm nên mà khi mà nước và bơm nước tưới tiêu như thế này thì nó xuất hiện cái hiện tượng nổi bọt như thế này. Những người dân ở xung quanh khu vực này thì khá là bức xúc và họ cho rằng là cái tình trạng này nó diễn ra quá lâu rồi mà chính quyền địa phương vẫn chưa có sự vào cuộc kịp thời để mà giảm thiểu cũng như là ngăn chặn cái tình trạng này.
Vâng, thưa quý vị, như quý vị có thể thấy thì đây chính là cái nguồn nước được bơm từ trạm bơm Bùi ở trên địa bàn của xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên được bơm ra đây. Một dòng nước đen ngòm và một mùi tặc quánh cả hôi thối bốc ra tại đây. Người dân ở nơi đây thì đã phải chịu cái cảnh này hàng chục năm nay rồi. Trong cái dịp nghỉ lễ dương lịch vừa rồi thì một số người dân, những nhà mà có trẻ con thì họ phải cho trẻ con đi tránh khỏi khu vực này. Vào mùa lạnh này thì đỡ hơn, nhưng mà khi mà vào mùa hè gió lớn thì nước thổi có thể làm bọt ở khu vực này bay tràn lên đường và thậm chí là tràn cả vào nhà của người dân. Cái hiện tượng nổi bọt như thế này theo như được giải thích thì là một phần là do nguồn nước đầu nguồn chảy từ sông Châu Giang và sông Nhuệ về đến khu vực huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bị ô nhiễm nặng. Và cái tình trạng này thì xin được nhắc lại một lần nữa là nó đã diễn ra cách đây khá là nhiều năm rồi, gần một chục năm rồi.
mà khi mà bơm nước nổi bọt lên như thế này thì đã xuất hiện rất nhiều năm rồi. Và vào trong chiều ngày 2 tháng 1 vừa qua thì có một địa chỉ ở trên Facebook đã đưa cái hình ảnh này lên trên mạng và khiến cư dân mạng khá là tò mò và khá là bất bình trước sự việc này. Và để hiểu rõ hơn về cái tình trạng ô nhiễm ở quanh khu vực này thì tôi sẽ xin phỏng vấn một người dân ở quanh khu vực này để có thể hiểu rõ hơn về cái tình trạng ô nhiễm ở đây. Dạ vâng, chào cô ạ. Dạ vâng, thưa bà, xin bà có thể cho biết là tên đầy đủ của bà là gì và địa chỉ của bà ở đâu ạ? Tôi là Lê Thị Hiện, thôn Văn Thái, xã Bạch Thượng. Dạ vâng, thưa bà, xin bà có thể cho biết là cái tình trạng bơm nước và cái bọt nó nổi trắng xóa lên như thế này thì đã xuất hiện lâu chưa cô? Xuất hiện từ lâu rồi, thế là dân chúng tôi. Dân thì thấy khi mà cái hiện tượng này nó xuất hiện thì nhà mình ở gần đây thì mình thấy như thế nào ạ? Gần đây chúng tôi thấy mùi nhất khó chịu, người già trẻ con là ảnh hưởng nhiều lắm. Cái hiện tượng này thì nó xuất hiện từ khi nào, chính xác là từ năm nào? Nhưng mà cái trước kia thì dòng sông này nó là một dòng sông như thế nào và đến thời điểm hiện tại thì nó là như thế nào? Trước kia thì sạch sẽ nhưng bây giờ ô nhiễm lắm, mỗi lần nước đen thì khó chịu lắm, người già trẻ con toàn bị ốm thôi. Theo con thì cái hiện tượng nó nổi bọt lên như thế này là do đâu? Bọt thế này thì do ô nhiễm nhiều thì nên cứ mỗi lần bơm nó cứ bọt như thế này, chúng tôi ở đây khó chịu lắm. Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cũng có mình có lo ngại gì đến sức khỏe của trẻ nhỏ cũng như là mọi người thân ở trong gia đình, hay là ảnh hưởng gì đến nông nghiệp của nhà mình không ạ? Có, cũng ảnh hưởng chi, nước này vào thì lúa má này các thứ lõng cũng kiểu ảnh hưởng chi. Được biết đây là cái trạm bơm mà tưới tiêu để bơm phục vụ cho vụ đông của năm 2018 không? Thì khi mà bơm nước nó ô nhiễm như thế này thì mình có sử dụng nước này để phục vụ cho tưới tiêu không, hay là mình có một nguồn nước khác hay là như nào? Đấy, mình toàn những bơm vào đồng ruộng đấy, mình bơm trực tiếp đấy. Thế nên là lúa má các thứ bây giờ nó kém, kém phát triển. Khi mà nó ô nhiễm như thế này thì nó có nhà mình ở ngay cái đoạn sông ô nhiễm như thế thì mùi nó mùi như thế này thì nhà mình có những cái biện pháp như thế nào để phòng tránh cái sự ô nhiễm này, giảm thiểu nó? Thì trẻ con thì đi học, còn người lớn ở nhà thì phải đóng cửa, không có mùi khó chịu lắm. Những người dân thì mình đã có cái ý kiến gì lên chính quyền địa phương chưa? Dân thì cũng đề nghị thế nhưng mà cũng chả thấy có tác dụng gì. Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, thưa quý vị, đã rất nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì cho đến cái thời điểm hiện tại, sau hàng chục năm diễn ra thì con sông này vẫn ô nhiễm và hiện nay thì nước vẫn nổi bọt trắng xóa lên như thế này. Và hy vọng trong thời gian tới thì các cấp chính quyền địa phương sẽ sớm vào cuộc để có thể giảm thiểu sự ô nhiễm này, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân ở khu vực nơi đây ạ.